Chào các bạn, kênh điện tử Lê Huy sẽ hướng dẫn các bạn một video cụ thể về cách lắp đặt cũng như sử dụng đầu cân điện tử OKSLE. Đây là câu hỏi của rất nhiều người, tất cả ai sẽ lắp. Đây, đầu tiên các bác nhận về sẽ bao gồm là một cái sàn cân, một cái cán cân ở trong cùng và một hộp đầu cân này để trong cái thùng xốp. Bây giờ chúng ta tiến hành lắp đặt như sau. Đây, các bạn đầu tiên nhé, các bạn đưa con ốc vào đây, đưa con dây vào đây. Đấy, ở dưới này thì nó có hai cái ốc hãm này để giữ cái cán này không bị tụt lên tụt xuống này. Cứ tạo. Đó, không cắm chặt xuống, xong rồi xiết con ốc này chặt vào. Nhét cái dây vào đây. Rồi, nó sẽ trong cái hộp nó sẽ bao gồm cái đầu cân này, một cổ này, một cổ nhựa bác lắp vào đây. Đó. Đây thì nó sẽ có con ốc đây. Tiếp đến là đến cái cổ này, xỏ dây qua đây. Cân thì nó sẽ bao gồm các túi ốc, hai cái tai là lắp vào hai bên này và bốn con ốc lắp vào đây. Đủ ra. Chỉ lắp hai con thôi để gọi là hướng dẫn các bác cách sử dụng thôi. Rồi như vậy lắp đó, các bác lắp đủ bốn con ốc này, lắp một con ốc vào đây. Các bác để con này, cái đầu cân này vào đây, kéo một bên, kéo một tay ra để cho nó rộng ra một chút để nhét vào. Lắp chặt hai con ốc hai bên tai. Đó, lắp chặt. Đằng sau này. Sau này thì nó sẽ có cái rắc. Nó có một cái đường rãnh, cắm vào đúng một cái đường rãnh này của nó nhé. Cắm vào đúng đường rãnh. Rồi, ok. Rồi, xong. Như vậy là lắp xong. Siết chặt con ốc này. Bây giờ chúng ta đi đến các chức năng và cách sử dụng như thế nào. Rồi, bây giờ lắp vào thì là phải để lùi ra một tí. Có thể là quay vào cái đầu thôi để các bác xem cái nó dễ hơn. Và bây giờ khởi động cân này. Đây là nút khởi động. Ở đây ta có này, nút khởi động này, biểu tượng hình con lợn này, tức là chế độ cân động vật. Đây là cái nút thay đổi đơn vị này, kilogram, lb, tl, gram này. Hai lâu này là cài ngưỡng trên dưới đèn hai lâu. Cái này thì sử dụng cho những đơn vị lắp cái đèn ba màu, cái này sẽ nói sau. Chức năng này, chức năng đếm, tức là đếm sản phẩm. Chức năng về không và chức năng trừ bì. Bây giờ đi theo từng bước một. Khởi động thì các bác cứ nhấn cái là tắt, nhấn cái là mở. Đây là nút cân động vật. Cân động vật là gì? Khi mà con lợn nó lên ấy thì nó sẽ bị nhảy loạn, nó sẽ nhảy loạn như này. Bây giờ ta cần một chế độ chốt số, giữ chặt đây. Nó sẽ lên đèn và nó thể hiện cái hình con gà này, các bác nhìn này.
Đấy, bắt đầu mình cho sản phẩm lên. Đấy, lốc lốc tức là nó khóa lại cái này trong vòng 3 giây, 3 đến 5 giây. Đó, sắp tiếp tục sản phẩm khác nó lên, nó lại lên tiếp. Đấy, nó chờ thời gian tĩnh lại xong bắt đầu nó lại chốt. Đó. Đấy, chức năng chốt số. Nó có nhìn thấy không nhỉ? Để rộng lên một tí này. Rộng lên tí dễ nhìn. Có nhìn không? Nó dễ nhìn. Và tiếp đến là cái chức năng RAM đây. Đối với những cái đơn vị cân bàn là đa số chúng ta chỉ sử dụng là kg. Gần như cái nút này nó đã quá cái chức năng này rồi. Đấy, nó sẽ không cho mình cài để tránh người sử dụng bấm nhầm sang cái chức năng LB hoặc chức năng TL, đã khóa lại rồi. Chức năng hai lâu nói sau. Chức năng đếm. Đếm tức là đếm đếm số lượng. Nhưng mà đối với những dòng cân đếm thì các bác nên sử dụng những dòng cân đếm chuyên dụng, nó là ba mặt đèn. Trọng lượng trung bình và số lượng thì nó sẽ chuẩn xác hơn. Đây là dòng có thêm chức năng đấy thôi. Về không với chức năng trừ bì này thì giống nhau. Trừ bì thì giống như này, đặt cái này lên đây. Để nó khóa lại. Ví dụ có bỏ cái chuồng hay bỏ cái hộp lên ấn trừ bì thì nó sẽ tự tự về không cho mình. Sẽ hiện cái chức năng trừ bì lên. Đấy là bao gồm tất cả các chức năng sử dụng của đầu OKS. Và một cái cân hoàn thiện của bác xem nó sẽ như này. Các chức năng này thì nó đã được tích hợp tiếng Việt hết rồi thì rất là rõ nét. Các bác có thắc mắc gì thì cứ gọi điện trực tiếp cho em qua hotline 0966 198 191, em sẽ hỗ trợ các bác tất cả. Xin cảm ơn các bác đã xem video.